Thùy Tiên hỏi khó lôi con, Quang Linh nghe xong tái mặt, chưng hửng phí công. Mọi nhất cử nhất động của Hoa hậu Thùy Tiên cùng team Quang Linh Vlog, đặc biệt là với idol nhí người Angola lôi con đang là tâm điểm nóng được netizen đổ dồn mọi sự chú ý. Hồi ngộ sau 2 năm, lôi con 5 tuổi giờ đây đã hiểu chuyện và thân mật hơn với cô Tiên, dù trước đó nhóc tỳ liên tục né tránh nàng hậu, nhưng đến hiện tại thì lại đu bám không rời nửa bước, thậm chí là bỏ mặc các chú team châu Phi, bố ruột và cả Quang Linh. Mới đây, trong vlog mới đăng trên kênh YouTube cá nhân, Thùy Tiên chia sẻ một ngày vi vu cùng lôi con, đưa nhóc tỳ cùng team châu Phi khám phá Sài Gòn. Cuối ngày sau khi kết thúc hành trình, lôi con khiến cả đoàn phải sượng ngắt khi một mực không rời Thùy Tiên, thậm chí là muốn về nhà Thùy Tiên ngủ cùng. Quá khó xử trong trường hợp này, team châu Phi ai nấy cũng đều bất ngờ. Khi được trêu hỏi lôi yêu ai nhất thì về nhà người đó ngủ, lôi con có đáp án nghe xong ai cũng tái mặt. Theo đó, lôi con không dám nói to, chỉ lý nhí trong miệng, cảm giác sẽ sợ về cùng chú Linh. Nhóc tỳ được yêu cầu đứng lên nói to, theo mong muốn được về nhà cô Tiên, lôi con dõng dạc, yêu cô Tiên nhất ạ. Câu trả lời, Quang Linh nghe xong cũng chỉ biết tái mặt, không nghĩ nhóc tỳ lại có màn ứng xử như thế. Anh còn đùa rằng uổng công bao bọc nâng niu cậu từ bé, giờ đây lại theo Thùy Tiên. Bố ruột của lôi con cũng chứng kiến toàn bộ, chỉ biết lắc đầu. Khoảnh khắc siêu hài này khiến netizen cười nghiêng ngả. Để chiều ý lôi con, Thùy Tiên cũng đưa lôi về nhà ngủ cùng, dành thời gian nhiều hơn với bé. Có thể thấy Thùy Tiên vô cùng đồng hậu với cả team châu Phi, dành nhiều ngày liên tục để đưa cả team đi chơi. Xuyên suốt thời gian ở thành phố Hồ Chí Minh, lôi con đều gắn liền hình ảnh với hoa hậu Thùy Tiên, là kỷ niệm khó quên với nhóc tỳ. Trước khi đến Việt Nam, lôi con từng gây chú ý trên mạng xã hội qua nhiều video của vlogger Phạm Quang Linh, 27 tuổi. Nhiều khoảnh khắc cậu bé vui đùa bập bẹ học tiếng Việt, nhất là hát các ca khúc thiếu nhi nổi tiếng luôn gây chú ý với khán giả. Đầu năm nay, Quang Linh dự định đưa lôi con về Việt Nam ăn Tết, tuy nhiên gặp trục trặc một số giấy tờ tùy thân khi làm thủ tục hải quan. Sau nhiều tháng giải quyết, anh đã đưa hai bố con bé về nước chơi dịp hè. Hôm 20 tháng 4, khi họ xuất hiện tại sân bay Nội Bài, hàng trăm fan đợi sẵn chào đón tặng quà. Gần 2 tuần qua, lôi con đến Huế, Đà Nẵng thưởng thức nhiều món ăn, trải nghiệm đi tàu hỏa, leo núi. Lôi con công khai danh tính người yêu Thùy Tiên, lộ ảnh Quang Linh Vlog đến nhà gặp ba của nàng hậu. Lôi con được team Quang Linh Vlog đưa về Việt Nam chơi cách đây không lâu. Kể từ khi đặt chân xuống Việt Nam đến nay, nhất cử nhất động của lôi con đều được dân mạng chú ý. Không khiến fan Việt thất vọng, lôi con phát huy tối đa độ đáng yêu của mình bằng những màn đối đáp nhảy nhót. Đặc biệt được mong chờ là màn hội ngộ giữa lôi con, team châu Phi với hoa hậu Thùy Tiên. Trong buổi gặp mặt mới đây, trong lúc chờ đồ ăn, Thùy Tiên tranh thủ trò chuyện với lôi con. Bất ngờ cậu bé hờn dỗi việc Thùy Tiên chỉ mải nói chuyện với người yêu mà không đưa mình đi chơi. Thùy Tiên ngỡ ngàng, ủa hôi nào? Lôi con nhanh nhảu chỉ tay về phía một người đàn ông ngồi cùng bàn và tuyên bố, đó là người yêu của Thùy Tiên. Người yêu đây, cô Tiên sang với người yêu đi. Tất cả mọi người đều bật ngửa vì hành động của lôi con, nhưng người được cậu bé chỉ sửng sốt hơn cả, bật cười lớn. Hóa ra anh chàng là quản lý của Thùy Tiên, cả hai gắn bó như chị em đã lâu. Sở dĩ lôi con hiểu lầm Thùy Tiên và người trợ lý yêu đương là vì hai người thường xuyên trò chuyện riêng. Trước đó, trong buổi gặp mặt đầu tiên kể từ khi lôi con đến Việt Nam, cậu bé mạnh dạn hôn má Thùy Tiên. Hành động này khiến team Quang Linh Vlog và Thùy Tiên vô cùng bất ngờ, bởi 2 năm trước khi được Thùy Tiên ôm hôn, lôi con thậm chí còn né tránh. Dù không gặp nhau nhiều nhưng Thùy Tiên và lôi con vẫn giữ mối quan hệ thân thiết. Thùy Tiên từng hứa nếu lôi con đến Việt Nam, cô sẽ làm hướng dẫn viên, đưa cậu bé đi chơi thành phố Hồ Chí Minh. Giữ đúng lời hứa, những ngày qua, dù bận rộn, Thùy Tiên vẫn có mặt đưa lôi con đi ăn uống vui chơi. Thậm chí khi chào tạm biệt ra về, cậu bé không nỡ buông tay cô Tiên, khóc lóc đòi đi theo. Mới đây nhất, các thành viên trong team Quang Linh Vlog đã đến nhà Thùy Tiên ăn uống. Bức ảnh Quang Linh cụng ly cùng ba Thùy Tiên gây sốt khắp cõi mạng, khán giả phấn khích trêu đùa cặp đôi. Được biết, Thùy Tiên đã tất tay thuê hẳn một căn hộ tiện nghi để cả team châu Phi lưu trú. Khi ở thành phố Hồ Chí Minh, cô cũng nhiệt tình dẫn đường, đưa họ đi chơi suốt thời gian qua. Hoa hậu Thùy Tiên bị lôi con chê xấu, Quang Linh nghe xong muốn bật ngửa. Vlog mới nhất kênh Quang Linh Vlog là chuyến trải nghiệm dạo một vòng trời đêm thành phố Hồ Chí Minh cùng hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Khi đang cùng nhau đi dạo thì cả team phát hiện biển quảng cáo có mặt Thùy Tiên đang được treo ở tòa nhà cao tầng trước mặt. Các cô chú team châu Phi đã réo lên, nói với lôi con, cô Tiên kìa. Đáng chú ý cậu bé ngay sau đó đã bác bỏ rằng không phải là cô Tiên. Cô Tiên xấu như này á? Câu nói của lôi con ngay lập tức khiến ai nấy đều phải cười bò, đặc biệt là Quang Linh. Ông bố nuôi lúc này bất ngờ với phản ứng của lôi con. Thằng này được thế nhờ, đỉnh đấy. Dưới phần bình luận, cộng đồng mạng phì cười với câu nói của bố con Quang Linh. Nhiều người còn trêu, chắc nội tâm Linh đang nghĩ mình muốn khen còn chẳng được, lôi dám chê mê ghê. Dù có lịch trình công việc bận rộn nhưng Thùy Tiên vẫn giữ đúng lời hứa với lôi con khi đưa bé đi khám phá nhiều nơi ở thành phố Hồ Chí Minh.
Sau 5 ngày đồng hành, Thùy Tiên và những thành viên của team Quang Linh đã tạm biệt nhau vào sáng mùng 6 tháng 5. Quang Linh sẽ tiếp tục đưa Lôi Con đi chơi dọc Việt Nam, còn Thùy Tiên trở lại công việc. Thùy Tiên chia sẻ, vậy là chuyến đi của team Việt Phi trong những ngày qua sẽ tạm dừng tại đây. Mong tình cảm anh em sẽ mãi khăng khít để có thêm nhiều chuyến đi đồng hành cùng nhau nữa. Mới đây, một người anh thân cận với Quang Linh đã đăng clip quay lại khoảnh khắc Thùy Tiên chia tay đoàn. Nàng hậu thân thiện và chủ động bắt tay chào Quang Linh cùng những thành viên khác. Hậu làm rõ mối quan hệ Thùy Tiên và Quang Linh đã thoải mái hơn khi tương tác cùng nhau. Sau nhiều ngày cực dính Thùy Tiên, Lôi Con lộ biểu cảm buồn bã và lưu luyến. Khi phải rời xa, nàng hậu cũng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé người châu Phi khi giang tay ôm bé vào lòng. Trước khi lên xe, Thùy Tiên còn ngoái lại nhìn Lôi Con và vẫy tay vô cùng bịn dịn. Về mối quan hệ với Quang Linh, Thùy Tiên lên tiếng, thật may mắn khi mình được gặp gỡ và làm việc với những người tử tế. May mắn hơn khi được cả nhà yêu thương và nhớ với tên gọi Team Việt Phi. Từ tận đáy lòng mình, Team Việt Phi luôn là những người anh em và cộng sự tốt của nhau trên hành trình lan tỏa những điều thiện lành tốt đẹp. Sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều Tiên thật sự cảm kích, nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc đi theo nhiều hướng tiêu cực, khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại. Đây là việc mình thật sự rất buồn. Về phía Quang Linh, anh nhắn đến Thùy Tiên như người bạn thân, hứa hẹn cả nhóm sẽ sớm gặp lại nhau để làm các dự án thiện nguyện. Có lẽ không chỉ riêng Thùy Tiên hay team châu Phi cảm thấy buồn vì phải chia tay sau nhiều ngày gắn bó, mà hơn ai hết cộng đồng mạng cũng đồng loạt rơi vào một nốt trầm tĩnh lặng. Sao mình buồn ngang vậy các bà, mấy nay tôi đi du lịch online mà vui hơn là đi thực tế, giờ tự nhiên tắt ngang. Team Việt Phi đã mang đến cho chúng tôi nguồn năng lượng tích cực, một món ăn tinh thần vô giá, lan tỏa những điều tốt đẹp từ những con người tử tế đến với cộng đồng. Cảm ơn và chúc cả team sẽ mãi giữ được tình cảm đẹp như thuở ban đầu và mãi đồng hành cùng nhau trên mọi chặng đường sắp tới. Chúng tôi sẽ luôn cổ vũ và ủng hộ các em. Mong team Việt Phi luôn đồng hành cùng nhau để phát triển những dự án trong tương lai, mãi là bạn tốt của nhau nhé. Hé lộ khoảnh khắc Hoa hậu Thùy Tiên bịn dịn tạm biệt Lôi Con, thái độ khi đối mặt Quang Linh Vlog gây chú ý. Dù có lịch trình công việc bận rộn nhưng Hoa hậu Thùy Tiên vẫn giữ đúng lời hứa với Lôi Con khi đưa bé đi khám phá nhiều nơi vui chơi ở thành phố Hồ Chí Minh. Sau 5 ngày đồng hành, Thùy Tiên và những thành viên của team Quang Linh Vlog đã tạm biệt nhau vào sáng mùng 6 tháng 5. Quang Linh sẽ tiếp tục đưa Lôi Con đi chơi, đi dọc Việt Nam, còn Thùy Tiên trở lại công việc. Trên trang cá nhân, Thùy Tiên chia sẻ, vậy là chuyến đi của team Việt Phi trong những ngày qua sẽ tạm dừng. Mong tình cảm anh em mãi khăng khít để có thêm nhiều chuyến đồng hành cùng nhau. Mới đây, một người anh thân cận với Quang Linh đăng clip quay lại cảnh khoảnh khắc Thùy Tiên chia tay đoàn. Theo đó, Thùy Tiên vẫn thân thiện và chủ động bắt tay chào Quang Linh và những thành viên khác. Hậu làm rõ mối quan hệ, Thùy Tiên và Quang Linh dường như đã thoải mái hơn khi tương tác cùng nhau. Sau nhiều ngày cực dính Thùy Tiên, Lôi Con lộ biểu cảm buồn bã và lưu luyến khi phải rời xa. Thùy Tiên cũng thể hiện tình cảm đặc biệt dành cho cậu bé người châu Phi khi giang tay ôm bé vào lòng. Trước khi lên xe, Thùy Tiên còn ngoái lại nhìn Lôi Con và vẫy tay vô cùng bịn dịn. Khi được Thùy Tiên hôn má tại Angola vào 2 năm trước, khi gặp lại cô Tiên tại Việt Nam, Lôi Con đã xin phép bố nuôi là Quang Linh Vlog để được sang nhà Thùy Tiên chơi 2 đêm. Do được Quang Linh chỉ dạy từ bé nên Lôi Con có thể hiểu và nói được tiếng Việt. Trong 5 ngày qua, nhóc Thùy được Thùy Tiên cho đi chơi ô tô, công viên nước, thăm rừng quốc gia, cắm trại, ăn vặt vỉa hè, đi xe buýt 2 tầng, thăm thú ở Thảo Cầm Viên. Thùy Tiên khen Lôi Con là em bé thông minh, lanh lợi và cực kỳ ngoan ngoãn hiểu chuyện. Về mối quan hệ với Quang Linh, Thùy Tiên lên tiếng, thật may mắn khi mình được gặp gỡ và làm việc với những người tử tế, và may mắn hơn khi được cả nhà yêu thương và nhớ với tên gọi Team Việt Phi. Từ tận đáy lòng mình, Team Việt Phi luôn là những người anh em và cộng sự tốt của nhau trên hành trình lan tỏa những điều thiện lành tốt đẹp. Sự yêu mến của mọi người dành tặng là điều Tiên thật sự cảm kích, nhưng cũng có những cá nhân cố tình lợi dụng chuyện này để đẩy mọi việc đi theo nhiều hướng tiêu cực, khiến những dự định cùng nhau phát triển đều được gác lại. Đây là việc mình thật sự rất buồn. Về phía Quang Linh, anh nhắn đến Thùy Tiên như người bạn thân, hứa hẹn cả nhóm sẽ sớm gặp lại nhau để cùng thực hiện các dự án thiện nguyện.